Chị hỏi bạn là bạn đi ăn với người yêu bạn á, bạn có muốn trả tiền không? Trả lời đi. Thì đàn ông thì nên nên mời phụ nữ đúng không? Nhưng mà bạn vẫn muốn đấu tranh về quyền bình đẳng nam nữ. Bây giờ bị host bị hỏi ngược lại luôn. Phụ nữ khi mà phải móc túi ra để mà trả tiền, họ cảm giác thứ nhất họ không được yêu đủ, và thứ hai họ không đủ đẹp. Không đủ đẹp nên là họ phải trả tiền cho cái bữa ăn. Khi mà tôi đi ăn với một người bạn nam mà có tình ý với nhau chẳng hạn, và người đó có thể là kiếm tiền ít hơn tôi đi, nhưng mà tôi vẫn muốn người đó trả tiền. Xin chào, quý vị đang đến với podcast Chuyện thứ 6 của báo Thanh Niên. Đây là chuyên mục xoay quanh các vấn đề về giới, và tôi là Nguyễn Khắc Ngân Vi. Hôm nay khách mời của chúng ta là giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Chào chị Hà. Chào Vi. Như mọi người cũng biết là chị Hà bắt đầu thành danh với vai trò giám đốc sáng tạo của tạp chí Đẹp vào khoảng 10 mấy năm trước đúng không? Thì bây giờ chị Hà làm ngoài cái vai trò là giám đốc sáng tạo thì chị Hà làm rất là nhiều việc liên quan đến cái đẹp. Ví dụ như là thiết kế sản xuất của phim, rồi quảng cáo. Thậm chí chị Hà cũng có cái triển lãm riêng cá nhân gần đây chung với lại một vài nghệ sĩ. Thì không biết là nếu mà cho chị định nghĩa lại cái đẹp á, cái chữ đẹp thôi, thì chị sẽ định nghĩa thế nào ạ? Cái đẹp đối với tôi thì nó là một cái định nghĩa nó rộng nhưng mà nó cũng rất là hẹp thôi. Thì đối với tôi là cái đẹp nó sẽ đến sau cái đúng hoàn cảnh. Đối với tôi thì cái đẹp nó phải ở trong một cái hệ quy chiếu nào đó. Và nếu như mà một người được đặt vào một cái không gian, một cái hoàn cảnh cùng với những cái đối tượng xung quanh như thế nào, thì lúc đó tôi mới xem người đó là có đẹp hay không trong cái hoàn cảnh đó. Vậy nếu mà nói về đẹp và đúng trong trường hợp này thì gần đây chị có sản xuất một cái bộ ảnh mà được mọi người rất là thích, đó là những cái cô gái vàng của làng bóng đá, là một vài tuyển thủ nữ mà mọi người hay quen với hình ảnh của các cô là mặc quần đùi áo số và chạy trên sân. Thì gần đây trong bộ ảnh chị sản xuất thì chị phủ lên người các cô một cái hình ảnh rất là xa lạ, như là son phấn và quần áo thời trang các thứ. Thì không biết là chị có thể chia sẻ về cái ý tưởng khi mà chị làm cái bộ ảnh đó mà nó quay xoay quanh cái chữ đẹp và đúng của chị hay không? Thực ra thì mọi người quen nhìn các cái tuyển thủ nữ của chúng ta trên sân cỏ, quần đùi áo số chạy suốt 90 phút đồng hồ, rồi mồ hôi thì nhễ nhại, rồi cái hình ảnh đó nó rất là đẹp tại vì nó đúng trong cái hoàn cảnh họ là những cái vận động viên đỉnh cao, họ thi đấu và đó là cái hình ảnh quyết chiến. Tôi rất là thích cái hình ảnh đó của họ, là họ là rất là máu lửa. Và tôi thực sự là, mặc dù tôi không phải là fan của bóng đá, nhưng mà khi mà được thấy các cô gái trên sân cỏ đó thì mình tự nhiên mình tiếp thêm một cái lòng tự hào nào đó là những cô gái Việt Nam, những cô gái rất là trẻ và họ cống hiến cái tuổi thanh xuân, sức khỏe của mình và để cho một cái sự nghiệp như vậy để vẽ vang cho đất nước. Thì khi mà mang họ ra khỏi sân cỏ thì tôi luôn nghĩ là họ là những cô gái rất là đẹp. Thì đó, đối với tôi đẹp ở đây tức là họ có một cái sự máu lửa, cái thần ở trong con mắt. Khi mà mọi người nhìn vào cái bộ ảnh đó thì mọi người sẽ biết ngay đây không phải là những người mẫu hay là những diễn viên chuyên nghiệp, tại vì họ sẽ không có những cái cách mà pose diễn, những cái mà thần thái của một người làm ở trong showbiz, mà họ là vận động viên. Trước hết là từ hình thể của họ, người họ rất là săn chắc, rất là cơ bắp, và cái đặc biệt là cái ánh mắt của họ nhìn đó, tự nhiên khi mà đặt họ cạnh nhau họ rất là có một cái sự máu lửa nào đó mà rất là khó giải thích, nhưng mà nó rất là đẹp. Tại vì khi mà tôi chọn từng cái tấm hình đó thì cái con mắt là cái mà tôi nhìn đầu tiên. Nhưng mà bên cạnh đó, ngoài cái máu lửa đó, thì tôi nghĩ là họ trước tiên họ là những người phụ nữ. Đối với một số người họ là người vợ, người mẹ, người bạn gái của những cái người đó, nên cái tính phụ nữ, cái tính nữ của họ không thể mất đi, dù họ có mặc quần đùi áo số hay là họ có chạy, có chiến đấu trên sân cỏ như thế nào, thì họ vẫn là những người phụ nữ. Và tôi muốn là cho mọi người thấy một cái hình tượng khác của họ, một cách nó thời trang hơn, và nó sẽ, và cũng là cái thử thách cho họ khi mà đặt họ vào một cái hoàn cảnh khác, khi cho họ ăn mặc thời trang thì trông họ sẽ như thế nào. Và tôi nghĩ là cả ba cô gái trong bộ hình đó đều đã thể hiện rất là xuất sắc cái hình ảnh người phụ nữ thời trang của họ như thế nào, nhưng vẫn không mất đi cái vẻ thể thao và cái vẻ máu lửa đó. Đó thì đó là cái điều tôi rất là thích từ cái bộ ảnh này.
nhân chị Hà vừa nhắc đến thời trang á, và cũng là một cái phần công việc gần như mọi người thường thấy của chị á, thì có một cái nhà hậu cấu trúc nên Vi rất yêu thích là Roland Barthes. Thì ông ấy có từng nói là cái tạp chí thời trang đã định hình và thậm chí đã kiến tạo ra cái khái niệm về thời trang và những cái giá trị xung quanh nó. Thì với cái kinh nghiệm của chị làm trong ngành thời trang Việt Nam và những cái quan sát của chị về thời trang thế giới, về tạp chí thời trang nói chung, thì không biết chị nghĩ thế nào về chuyện này? Tôi nghĩ thì là tạp chí thời trang đã có một cái bước phát triển nó rất là dài, và cùng với lại những cái biến chuyển của xã hội, tạp chí thời trang nó không đứng bên lề. Thì khởi đầu của tạp chí thời trang nó dường như nó là những cái cuốn catalog để mà trưng bày những cái bộ mẫu mới nhất, những cái thiết kế mới nhất, cũng giống như là những cái cách mà ăn mặc hay là trang điểm cho mọi người. Nhưng mà dần dà, đặc biệt là với sự xuất hiện của bà Anna Wintour với Vogue Mỹ, thì từ những năm 80 chẳng hạn, thì dần dần tạp chí thời trang nó trở nên là đại diện cho tiếng nói của phụ nữ. Nó không chỉ gói gọn trong lĩnh vực ăn mặc hoặc là trang điểm hoặc là cái, những cái chỉ dạy những cái cách làm đẹp nữa, mà nó còn mang một cái tuyên ngôn, một cái quan điểm nào đó đại diện cho giới nữ và thể hiện cái tiếng nói của mình như thế nào. Thì có thể thấy là cái cách khi mà mọi người cho những cô gái lên bìa chẳng hạn, thì trước đây thì hay cho những người mẫu hoặc những viên lên bìa, nhưng mà dần dà mọi người thấy là những doanh nhân, những chính khách, những cái vận động viên thể thao, họ lên cái bìa báo, thì mỗi cái bìa đó là tượng trưng cho một cái cách thể hiện, một cái tuyên ngôn nào đó cho cái cuốn báo đó. Thì tôi thấy là trong một cái quãng đường phát triển rất là dài của tạp chí thời trang, tôi thường nghĩ là mỗi cái tạp chí nó khác nhau như thế nào. Bạn cứ tưởng tượng là một tạp chí thời trang là một cô gái đi chẳng hạn. Cô gái của Elle sẽ khác cô gái của Vogue, sẽ khác cô gái của Đẹp. Thì mỗi cô gái, tại vì phụ nữ mà rất là đa dạng, rất là có nhiều cái sở thích hay là nhiều cái hoài bão khác nhau, thì mỗi cô gái của mỗi cái tạp chí sẽ đại diện cho một cái điều gì đó. Đó thì và không nhất thiết là mỗi cô gái phải stay the same, mỗi cô gái phải luôn luôn là chỉ là một trong suốt một quãng đường dài mà họ có thể biến đổi, họ có thể biến hóa theo cùng với cái thời cuộc. Thì trong cái quãng đường mà làm việc của tôi đã thấy được tôi cùng với Đẹp giống như là lớn lên và cùng thay đổi với nhau như vậy. Thì chị cũng vừa so sánh những cái tạp chí thời trang như là một cô gái vậy đó. Thì các nhân vật lên tạp chí thời trang có phải luôn đẹp và phần đông là phụ nữ hay không? Tôi nghĩ là đã lên một cái bìa tạp chí là bạn đại diện cho một cái gì đó rồi, bạn đại diện cho một phát ngôn, bạn đại diện cho một trào lưu, bạn đại diện cho một cái vấn đề trong xã hội chẳng hạn, thì chắc chắn bạn phải luôn đẹp. Đẹp ở đây thì một lần nữa tôi nghĩ là cái định nghĩa của đẹp đối với tôi rất là rộng. Nó không chỉ đơn thuần là một cái gương mặt đẹp hay một cái hình thể đẹp, mà nó, như tôi đã nói, nó phải đại diện cho một điều gì đó, nó phải nói lên được cái điều gì đó. Nó phải, và đặc biệt là đối với tờ báo thì mỗi tháng ra một lần đi chẳng hạn, thì nó phải nói lên được một cái xu hướng hoặc một cái statement nào đó trong cái tháng đó. Thì và đặc biệt đối với tạp chí Đẹp chúng tôi thì hầu như là người lên bìa là phụ nữ, nhưng mà có một vài cái trường hợp exception đặc biệt. Như vừa rồi thì tôi có feature bạn Sơn Tùng MTP lên bìa đó. Thì nhưng mà đó là những trường hợp rất là hiếm hoi. Vậy chị nghĩ tạp chí thời trang trên thế giới và cả Việt Nam thì có cái vai trò gì đối với phụ nữ nói chung, phụ nữ truyền thống và phụ nữ hiện đại nói riêng? Tôi nghĩ là vai trò của tạp chí thời trang trong thời đại bây giờ, trong thời đại bùng nổ các mạng xã hội, bùng nổ các tin tức, rồi các bạn hot TikToker, các bạn fashionista, thì cái vai trò của tạp chí thời trang nó cũng thay đổi một chút rồi. Thì trước đây khi mà cái thời mà tôi còn nhỏ đi chẳng hạn, thì đối với tôi thì là mỗi cái cuốn tạp chí thời trang mà tôi đọc nó như là một cái giấc mơ, nó được gói gọn trong
một cái cuốn báo mấy trăm trang như vậy. Tại vì khi mà tôi mở một cuốn tạp chí đó, khác với mở một cuốn sách. Một cuốn sách là kể một câu chuyện rồi là một người bạn vậy. Còn tạp chí thời trang nó thật sự nó là một cái giấc mơ với rất là nhiều hình ảnh đẹp. Thậm chí là ngày xưa còn có người ta còn ép những cái nước hoa trong đó. Và thật sự đến bây giờ tôi vẫn nhớ lại cái cảm giác khi mà mở tờ báo giấy ra và cầm lấy tờ, sờ được cái giấy đó, rồi mình nhớ từng cái phong chữ của cái tờ báo nó như thế nào. Thì đối với tôi thực sự nó là một cái giấc mơ. Những cái món đồ, những cái mẫu thời trang, những cái người ở trong đó giống như là mình cảm giác như mình không bao giờ mình chạm đến được, nhưng mà mỗi tháng mình vẫn có đủ tiền để mà mình mua được cái giấc mơ này, và mình nuôi dưỡng nó, mình sống với nó. Mình những cái thương hiệu thời đó tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ mà có thể afford được, có thể mua được đó. Thì tôi lớn lên với những cái giấc mơ vậy, và nó rất là đẹp đó. Thì nó rất là đẹp, và cái giấc mơ đó tiếp tục nuôi dưỡng đến khi mà một ngày mình làm cái nghề này, và mình sống trong cái thế giới này, và mình tiếp tục mình lại tạo ra giấc mơ, mình cùng mơ với những cái bạn đọc của mình đó. Thì nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ cũng cái sự bùng nổ của mạng xã hội, thì giống như là những cái cô gái trẻ đi, họ sẽ cảm giác họ có nhiều cái nguồn thông tin khác nhau. Ví dụ như là bạn có thể follow trực tiếp những cái người fashionista, những cái người KOL mà bạn hâm mộ, có thể bắt chước cái phong cách, cái lối sống của người đó. Nhưng mà đối với tôi, cái một cái tạp chí thời trang, cái vai trò của nó vẫn là một cái gì đó nó đã có một cái tập thể trải nghiệm và đánh giá khách quan một cái trào lưu, một cái xu hướng, một cái phong cách làm đẹp nào đó, và có một cái sự uy tín nhất định khi mà chúng tôi feature một người nào đó lên trong tờ báo của chúng tôi, cùng với những cái thông tin nó đã được kiểm chứng, nó đã được trải nghiệm, và chúng tôi chịu trách nhiệm về những cái mà chúng tôi feature ra trong báo đó. Thì đối với tôi nó vẫn là một cái giấc mơ, một cái tạp chí thời trang nó vẫn là một cái giấc mơ rất là đẹp. Và tôi nghĩ là đến bây giờ cái mà tôi thực sự rất là cảm động khi mà nhận được tin nhắn của các bạn nhắn cho tôi là: chị ơi, em cũng đã đọc đẹp từ hồi em học cấp 3, cấp 2 gì đó, và bây giờ em đang chập chững vào làm nghề stylist, làm nghề fashion design, và cảm ơn chị đã đặt nền móng những cái giấc mơ đó vào trong em từ rất sớm. Thì đó thực sự là những cái tin nhắn làm tôi cho tôi cảm động nhất, và là cái động lực để tôi tiếp tục cái con đường của mình. Nhưng mà chị nói đến cái vai trò của cái tạp chí thời trang với cá nhân chị và con đường sự nghiệp của chị thôi. Mình có thể mở rộng hơn không, đối với phụ nữ nói chung? Tôi nghĩ là mỗi cá nhân, khi mà bạn đã có một cái tác động đến một vài cái cá nhân, thì nó sẽ là tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của rất là nhiều người đó. Như tôi đã nói là mỗi tạp chí họ khi mà họ phải đại diện cho một cái điều gì đó, họ đặt ai mà họ feature một người nào đó, tức là họ đã giống như là mang những cái người này, những cái talent này, những cái tài năng này từ trong bóng tối nhiều người không biết, mang ra ánh sáng chẳng hạn, và mình tiếp tục mình promote, mình nuôi dưỡng và mình nâng đỡ họ trong cái con đường sự nghiệp của họ. Thì một tạp chí thời trang có thể là tạo những cái nền móng để mà xây dựng một cái nền thời trang cho Việt Nam. Thì trong cái nền công nghiệp thời trang thì cái vai trò của tạp chí vẫn rất là quan trọng. Mình sẽ quay về một chút xíu với cái chữ đẹp ban đầu mà mình nói. Theo chị, khi mà mình nói về cái chữ đẹp đó, thì có đồng thời mình đang định nghĩa chữ xấu hay không? Hoặc giống như kiểu là giờ tôi nói tôi thì tôi nói về người khác thì tôi sẽ định nghĩa tôi, và đặc biệt hơn là kiểu nói về phụ nữ thì sẽ định nghĩa về đàn ông và ngược lại. Tôi nghĩ đó là hai điều khác nhau chứ. Ví dụ bạn nói về phụ nữ và đàn ông, đó là hai cái điều khác nhau. Còn đẹp nó là một cái sự nó positive, còn khi mà bạn nói về xấu đó là bạn giống như bạn phải nói về cái gì đó nó negative hơn. Thì tôi khi mà tôi nói đẹp thì tôi không nghĩ nó là xấu. Vậy tôi nghĩ là xấu một cái gì đó là một cái gì đó bạn cũng phải đặt ở trong một cái ngữ cảnh nào đó, thì bạn
rất là xấu. Chỉ là một cô gái đẹp nhưng mà có một cái hành động xấu thì chẳng hạn, thì tôi nghĩ là cái nào nó cũng phải đặt ở trong cái ngữ cảnh của nó để mà mình có thể xác định đó là cái gì. Theo cái kinh nghiệm và cũng như quan sát của chị ấy, thì chị có nghĩ là những cái gì mà thể hiện trên tạp chí thời trang có thể giúp phá vỡ một vài cái khuôn mẫu và định kiến về về nam giới hay không? Thì gần đây mình cũng thấy là đàn ông xuất hiện trên tạp chí thời trang với một cái gì nó phi giới tính đi, nó xóa đi cái lằn ranh là cái tính nam là phải như vậy rồi tính nữ là phải như kia, là bởi vì có rất là nhiều xuất hiện trong những bộ hình thời trang và ngày càng giới trẻ họ càng chấp nhận cái chuyện đó hơn. Tôi chỉ trả lời trong cái khuôn khổ là bây giờ đã có những cái tạp chí thời trang chỉ dành cho với lại một cái focus, một cái trọng tâm cho cái giới nam. Cũng ở Việt Nam cũng trước đây cũng có nhiều tờ, bây giờ thì ít hơn rồi. Thì tôi không hiểu là bạn muốn nói về vai trò của người mẫu nam trong giới hay là như thế nào? Vậy phải để nhắc lại một chuyện là cách đây không lâu thì Ngân Vy có coi một cái phim được giải Cành Cọ Vàng năm 2022 của một đạo diễn người Thụy Điển mà rất là khó đọc tên ở đây. Thì phim đó là phim Triangle of Sadness. Thì trong phim đó ngay lập tức từ cảnh đầu tiên mở ra là một người mẫu nam, và họ cất cái giọng nói của họ. Họ nói rằng ở trong cái làng thời trang, trong cái thế giới thời trang và trên tạp chí thời trang thì những cái người mẫu nam á, thì luôn luôn là chịu thiệt thòi hơn là những cái giới khác, là bởi vì họ ở đó họ chịu rất là nhiều thiệt thòi về khuôn mẫu giới, định kiến giới và thậm chí còn bị lạm dụng hơn. Thì không biết là với cái kinh nghiệm làm trong ngành thời trang của chị thì chị thấy thế nào về vấn đề này? Tôi nghĩ là thứ nhất là người nghề mẫu nam người ta cũng là một nghề. Thí dụ như là bạn đang nói về người mẫu nam để mà làm người mẫu cho những cái sản phẩm thời trang nam, hay là người mẫu nam để giống như là để phụ với lại người mẫu nữ trong một cái shoot hình nữ như chẳng hạn, thì tôi nghĩ ở đâu nó cũng có cung có cầu thôi. Thì tôi nghĩ cái thế giới thời trang này thực sự mà nói thì là 80% đó là giới nữ sẽ quan tâm nhiều hơn. Và những cái người mẫu nam thì tùy theo cái thương hiệu, tùy theo cái sản phẩm mà họ đang bán ra thì họ sẽ có chỗ đứng ở đâu, chứ tôi không nghĩ là có một cái định kiến hoặc là một cái sự phân biệt đối xử nào đối với người mẫu nam. Chẳng qua thí dụ như là bạn đến một cái show thời trang nam thì chắc chắn là người mẫu nam sẽ là những cái nhân vật chính. Còn nếu như mà bạn đến một cái show thời trang nữ đi chẳng hạn, thời trang cưới đi chẳng hạn, và người ta chủ yếu là người ta bán, người ta muốn trưng bày những cái bộ váy cưới chẳng hạn, và nhưng mà họ vẫn cần cái chú rể, thì người nam sẽ đóng một cái vai phụ hơn, thì dĩ nhiên là họ sẽ phải đứng sau những cái người nữ. Thì tôi nghĩ là nó mọi thứ nó công bằng theo thị trường thôi, là họ đang bán cái gì thôi. Còn cái bộ phim tôi cũng đã xem, thì tôi cũng thấy là tôi không hiểu là cái context trong cái phim lúc mà có một dàn mấy cái anh nam đó, thì là tôi đoán là họ đang casting cho một cái show đồ lót nam. Thì thực sự thì kinh nghiệm bản thân của tôi thì chưa có vào một cái show đồ lót nam nào nên là tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là người mẫu nam ở Việt Nam chẳng hạn thì họ cũng phải vất vả, cũng giống như là người mẫu nữ thôi, tại vì họ cũng phải vất vả để tìm chỗ đứng trong cái thị trường này. Cái thị trường này bây giờ rất là khắc nghiệt, tức là ngoài cái chuyện là làm một người mẫu là bạn phải có hình thể chuẩn, bạn phải có một cái gương mặt đẹp đi, thì bây giờ mà thời của mạng xã hội mà bạn còn phải có một cái cá tính, bạn còn phải biết cách mà promote mình ở trên mạng xã hội như thế nào, làm sao để mình popular hơn, cái hình tượng bạn đi theo là cái hình tượng nào để làm cho mình nổi bật ra, chứ bạn không phải là không chỉ là một cái người mẫu với cái hình thể một cái số đo đặc biệt nữa mà người ta sẽ chú ý đến bạn, mà bạn phải tự tạo ra một cái gì đó để cho họ chú ý, họ nhắc tới, để khi mà mỗi lần mà nhà thiết kế hay là các tạp chí thời trang tìm kiếm cái gương mặt nào đó thì họ phải nhớ ngay đến bạn. Thì cái đó cũng là một cái challenge, một cái thử thách rất là khó khăn cho cả người mẫu nam và cả người mẫu nữ nữa. Mà ở góc độ là
cá nhân chị đi, chị làm khi mà chị nghĩ về một cái concept, một cái bộ hình nào đó, thì thường là người mẫu nữ hay là người mẫu nam sẽ là cái đối tượng mà chị nghĩ đến trước cho cái concept của mình. Thực ra khi mà tôi làm một cái bộ hình đó, tôi không nghĩ đến người mẫu đầu tiên. Tại vì tôi nghĩ đến cái câu chuyện của mình. Và cái câu chuyện nó sẽ bắt đầu từ những cái trang phục nào. Tại vì khi mà bạn làm một cái bộ hình thời trang, cái việc đầu tiên bạn nghĩ đến là cái bộ trang phục nào bạn muốn chụp. Và từ cái bộ trang phục đó mình phải xem cái concept thiết kế của họ là cái gì. Và với cái bộ này thì ai sẽ là người tốt nhất để mà mặc. Có khi không hẳn là phải người mẫu nữ mặc cái bộ đồ này, có khi là tôi là muốn là một người mẫu nam chẳng hạn, hoặc đó thì nó sẽ bắt đầu từ cái câu chuyện hơn là cái con người ở đó. Tức là cái sự trình diện đúng không? Ừ. Thì nhân sự trình diện luôn, và lại quay trở về cái bộ phim lúc nãy mà mình có nói là mình có coi đó. Thì nếu mà chị nhớ thì cái nhân vật nam trong đó sau đó có một buổi ăn tối với lại bạn gái của anh ta. Và khi mà đi ăn tối á, thì đến cái đoạn tính tiền thì cô gái rất là dễ thương thôi, cô gái là một cô gái hào phóng, nhưng mà đến cái đoạn tính tiền cái cổ ngồi cổ chơi điện thoại, và cái anh nhân vật nam nó tức điên lên là bởi vì anh ấy cho rằng anh ấy đang bị phân biệt giới tính, là hẳn nhiên là có những cái việc người ta mặc định đó là đàn ông làm trong cái sự liên quan tương quan đến cái việc trình diện cái tính nam ra ngoài. Thì chị nghĩ trong cái xã hội ngày nay nha, cái việc mà trình diện cái tính nam ra ngoài và trình diện cái tính nữ ra ngoài thì phe bên nào họ sẽ chịu áp lực nhiều hơn? Tôi không có nói, tôi không có trả lời đại diện cho bất kỳ ai. Tôi chỉ hỏi bạn là bạn đi ăn với người yêu bạn á, bạn có muốn trả tiền không? Trả lời đi. Thì không. Thì đúng là đôi khi mình cũng sẽ có một chút xíu định kiến là thì đàn ông thì nên mời phụ nữ đúng không? Nhưng mà bạn vẫn muốn đấu tranh về quyền bình đẳng nam nữ. Tất nhiên trong là đó đúng. Có quyền bình đẳng được đứng lên trả tiền giùm cho đàn ông hay không? Bạn có đấu tranh về cái nói quyền thật đó không? Là thỉnh thoảng là mình vẫn sẽ, bây giờ mình độc thân rồi, nhưng mà lúc mà mình có người yêu thì mình thỉnh thoảng mình vẫn mời người yêu mình đi ăn và mình trả tiền, hoặc là thỉnh thoảng mua một vài món quà gì đó. Thỉnh thoảng đúng, tức là giống như là 8 lần người yêu mình trả tiền thì một lần mình trả tiền, còn một lần thì mình sẽ mua một cái quà gì đó để bù lại. Chứ còn lúc nào mà đi ăn cũng phải chia đôi thì bạn có thích không? Không thích lắm. Tại sao? Trả lời đi. Tại vì cái gì đụng đến chuyện tiền, cái tự nhiên mình cảm thấy nó là cái gì, nó hơi nhạy cảm. Nhạy cảm vì gì? Bây giờ bị host bị hỏi ngược lại luôn. Không biết tại sao cảm thấy nhạy cảm thôi. Nhưng mà thật ra là mình không có cảm thấy bất bình thường nếu như là phụ nữ trả tiền. Không thấy bất bình thường. Ừ, không thấy bất bình thường. Nhưng mà lúc nào người nữ đi cũng trả tiền thì sao? Tất nhiên là có vấn đề. Vấn đề là gì? Cũng giống như lúc nào người nam cũng trả tiền thì cũng có vấn đề ngang như là lúc nào người nữ cũng trả tiền. Thì đó là cái sự mà quan tâm dành cho nhau thôi. Tôi trả lời thay cho bạn luôn nha. Ngay cả thậm chí là khi mà mình có khả năng mình trả cái bữa ăn đó chẳng hạn, mình vẫn muốn người nam trả tiền, chẳng qua là có yêu nhau thì trả tiền, đó là thể hiện tình yêu. Nhưng mà mình quay lại với lại cái chàng trai trong phim đó đi, anh ta lại cảm thấy là bị phân biệt giới tính. Và thật ra trong một cái tác phẩm nghệ thuật thì bao giờ một cái scene nào đó người ta cũng sẽ muốn nói lên cái những điều lớn lao hơn. Và ở đây là mình quay về với cái việc là trình diện tính nam và trình diện tính nữ. Tôi nghĩ trong cái bộ phim đó anh này anh nói là cô này làm nhiều tiền hơn anh này. Có cái câu đó. Có nói chuyện đó. Và tại sao anh phải trả tiền? Cái vấn đó. Đề là sau đó cái câu chuyện được đẩy lên ở thang máy, anh này nói là lũ khốn kỳ phân biệt giới tính. Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Tôi không nghĩ là, tôi cảm giác, tại vì tôi có vẻ như tôi hiểu được cái tâm lý của cái cô nữ này. Xã hội phương Tây thì nó có thể khác, đặc biệt là ở những nước Bắc Âu giống như là Thụy Sĩ, Đan Mạch. Tôi sẽ không muốn sống ở những cái vùng đó, tại vì thực sự tôi vẫn là rất là cổ điển trong cái vai trò đó. Nhưng mà tôi cảm giác là phụ nữ khi mà phải móc túi ra để mà trả tiền, họ cảm giác thứ nhất họ không được yêu đủ, và thứ hai họ không đủ đẹp. Không đủ đẹp nên là họ phải trả tiền cho cái bữa ăn. Và người nam thì cảm giác như là
ok mình trả tiền, tức là mình thể hiện cái tính nam của mình, mình bao bọc cái người phụ nữ này và mình trân trọng cái người phụ nữ này đó. Thì tôi nghĩ khi mà ở trong một cái mối quan hệ lâu dài rồi thì như bạn nói là người nữ lâu lâu trả cũng được, tôi cũng đồng ý với cái chuyện đó. Cái chuyện đó là tôi không muốn đấu tranh. Ừ, tự nhiên bây giờ lại có một cái câu hỏi nó rất là gần với một câu nói của một nhà văn Việt Nam, đó là phụ nữ xấu thì không có quà, đúng không? Nên khi mà mình không được trả tiền ăn thì mình có cảm giác mình không đủ đẹp hả? Tôi cảm giác như là giống như là nếu như mà tôi đi ăn với một người bạn nha, người bạn nam á, mà không có ý tán tỉnh gì nhau á, tôi cũng muốn sẵn sàng trả tiền cho người đó luôn, tại đó là bạn bạn quý của tôi. Hay là tôi đi với một người bạn nữ đi chẳng hạn, hoặc là một thậm chí là rất là nhiều cái người bạn nữ, hai ba người bạn nữ mà tôi thấy rất là vui chẳng hạn, một nhóm đi chơi rất là vui, và tôi nghĩ là tôi giả dụ như tôi kiếm được nhiều hơn những cái bạn còn lại, tôi sẵn sàng trả hết cho mọi người. Nhưng mà khi mà tôi đi ăn với một người bạn nam mà có tình ý với nhau đi chẳng hạn, và người đó có thể làm kiếm tiền ít hơn tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn người đó trả tiền trong những cái giai đoạn đầu, trong những cái thời mà còn tán tỉnh nhau, tôi vẫn muốn như vậy. Tôi rất là cổ hủ cho trong cái vấn đề đó, bạn đừng hỏi tôi là tôi phải đấu tranh cho cái điều đó như thế nào. Thật ra bây giờ tất cả những cái phạm trù này nó đều trở nên rất là nhạy cảm đó, khi mà cái gì người ta cũng đòi cào bằng, đúng không? Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời cái chuyện mà trình diện tính nam và trình diện tính nữ trong xã hội ngày nay, thì bên nào chị cảm thấy áp lực hơn? Tôi nghĩ là người nam có rất là nhiều cái áp lực. Cái áp lực phải thành công, áp lực phải là một người chồng, người cha tốt. Áp lực khi mà đi với bạn bè chẳng hạn, những người mà được gọi là người chồng người cha tốt thì đi với bạn bè thì bạn bè hay chọc là mày sợ vợ rồi, ủa sao không uống một ly nữa đi, hoặc là tại sao 10 giờ đã đòi về rồi. Thì họ có những cái áp lực đó, những cái áp lực có khi là tự họ tạo cho mình. Nhưng mà tôi nghĩ là nam hay là nữ thì trong cái xã hội này rất là nhiều áp lực. Với người nữ thì với cái tính nữ đó, tôi nói về bản thân tôi chẳng hạn, thì nhiều khi tôi tự tạo trong đầu mình những cái áp lực đó. Nhiều khi tôi nói với lại partner của tôi là tại sao anh không hiểu tôi như này kia, thì anh nói là tại em có bao giờ em nói ra đâu, không bao giờ em nói ra. Thì tôi nghĩ cái áp lực của tôi là tôi tự ra tạo ra cái áp lực và không nói ra cho người kia biết. Thì cái người nam, cái áp lực của họ lại phải đi đoán lại xem là cái người nữ người ta muốn cái gì. Nghĩa là áp lực của phe này là do phe khác tạo ra. Đúng rồi, áp lực của phe này, phe kia tạo ra. Thì tôi nghĩ cái này nó không phải là một cái điều mới gì hết. Chỉ có là xã hội bây giờ thì nhiều khi mình hay tạo thêm áp lực cho nhau. Và làm cái cuộc sống nó đã đầy áp lực rồi, bây giờ lại thêm áp lực nữa, tại vì phải đoán xem là người kia đang nghĩ cái gì. Nghĩa là mình có thể nói như thế này không? Trong cái việc trình diện tính nam đi, cái sự áp lực đó gần như là từ cái nhìn bên ngoài, và ngược lại cái việc trình diện tính nữ của phụ nữ mình cũng chịu nhiều áp lực là bởi vì cái nhìn bên ngoài người ta quan và tâm. Và cả đến bên trong nữa. Cái bên trong mình có thể nói rõ hơn được không? Cái bên trong đó là mình tự nghĩ là người ta đang nghĩ xấu về mình chẳng hạn, hoặc người ta không hiểu mình, hoặc là người ta không yêu mình đủ đó, nên người ta không móc ví ra để người ta trả tiền á. Trong khi đó nhiều khi là người ta chỉ nghĩ là có khi hôm nay em trả bữa này thì em sẽ cảm thấy tốt hơn chẳng hạn. Chẳng hạn nhiều khi người ta không nghĩ gì sâu xa hơn, nhưng mà trong bản thân người nữ lại nghĩ là mình không đủ đẹp, không đủ hấp dẫn, mình không đủ hấp dẫn nên phải tự móc ví ra. Cái này cũng có đó mọi người. Cũng có. Thì bây giờ chị Hà là không có đấu tranh cho cái việc mà phụ nữ phải trả tiền khi đi ăn đi ha. Quay lại về với công việc của chị, thì chị có phải là một cái người đấu tranh cho chuyện đa dạng hóa vẻ đẹp và các tiêu chuẩn hay không? Tôi nghĩ là bản thân tôi không nghĩ là tôi phải đấu tranh gì. Tại vì tôi chỉ thấy là cái điều mà mình
mình cần mà đấu tranh á, nó kiểu cảm giác như là mình lại force, mình lại bắt một người nào đó phải chấp nhận cái điều đó. Thì trong khi đó thì mình có thể mình nhẹ nhàng, mình đưa những cái mà người ta nghĩ là không là đẹp đặt vào một cái hoàn cảnh mà mình làm cho cái điều đó đẹp hơn, và từ từ người ta sẽ chấp nhận. Có thể là do cái phong cách của tôi không thích những cái gọi là shocking, những cái gọi là phải đập vô mặt người ta để mà tạo một cái ngôn luận gì đó. Thì tôi ví dụ đi, là những cái người mẫu mà hơi gọi là plus size, hoặc bây giờ nó nói là normal size, trước đây thì những cô gái rất là gầy, những cô gái rất là mảnh khảnh thì mới được là người mẫu, còn bây giờ thì hầu như ai cũng là người mẫu rồi. Những người cao trung bình thôi, mấy năm mấy sáu mấy cũng là người mẫu. Nhưng cái mà năm của chị làm giám khảo Việt Nam Top Model là có Phương La đúng không? Đúng rồi. Đó năm tôi làm là 2016 đó, là thì là break the rules, đó là cái câu châm ngôn của cái năm đó. Thì bây giờ phải định nghĩa lại người mẫu là cái gì. Trước đây người mẫu model tức là mặc đồ phải chuẩn, nhưng mà bây giờ mọi người cũng thấy trên những nhiều brand trên thế giới họ đã bắt đầu cho những cái người mẫu có khi plus size, có khi thấp bé petite, có khi lại kiểu normal size. Normal size tức là size cỡ size 6, size 8, thay vì trước đây phải size 0, size 2 thì mới được làm người mẫu chẳng hạn. Thì tôi nghĩ bây giờ nó nhiều cái sự lựa chọn như vậy để làm cho mọi người phải nghĩ thoáng ra thế nào là mẫu, và làm cho những cái người làm trong nghề lại tự nhiên vô hình chung làm cho mình khó định nghĩa lại mẫu chuẩn là cái gì. Cái chuẩn là cái ở đâu? Nhưng mà xã hội bây giờ mà, thì bạn nghĩ nó là chuẩn, hoặc là cái hội nhóm của bạn nghĩ đó là chuẩn thì nó là chuẩn thôi. Còn bây giờ thấy giống như là không ai dám nói một cái điều gì hết, nói gì ra cũng sẽ có một người phản bác lại. Đúng rồi. Đó, à, những cái gì liên quan đến vẻ đẹp hay tiêu chuẩn thì càng lúc nó càng cần cái sự rất là vi tế đúng không? Nhất là những cái công việc của chị, là ngay cả trong chuyện làm phim hay là tạp chí rồi làm quảng cáo các thứ, thì có vẻ như chị, theo cách chị trình bày vừa rồi, thì chị cũng là một cái người có thể chấp nhận được cái vẻ đẹp đa dạng. Nhưng mà nó có giới hạn hay không? Tôi không nghĩ là tôi là ai để mà tôi chấp nhận cái chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ là again, nó phải hợp cái hoàn cảnh nào. Ví dụ như là cái bộ đồ tôi đang có là một cái váy đầm dạ hội rất là dài, thì tôi không thể chọn một người mẫu nhỏ thấp bé để mà mặc cái bộ đồ đó chỉ vì tôi muốn chứng minh là người thấp bé cũng đẹp. Thì tôi nghĩ là nó không phù hợp với lại cái đề tài tôi đang làm. Tôi sẽ phải chọn một người khác, chứ không phải là tôi không thích những người không đủ chuẩn nên tôi không cast cho cái bộ hình này. Đó. Ngược lại thì có những cái bộ hình hay là những cái project tôi cần cái gương mặt hơn là cái hình thể chẳng hạn, thì tôi sẽ chú trọng vào cái tìm những cái gương mặt mà nó xuất sắc, nó có thần chẳng hạn. Hay như vừa rồi thì mình muốn làm một cái tinh thần thể thao, một thì tôi lại chọn đến những cái cầu thủ bóng đá chẳng hạn. Thì nó rất là, nó miễn sao nó hợp cái hoàn cảnh, và khi mà bạn đặt người ta vào cái hoàn cảnh đó, mọi người sẽ không cảm giác như là tôi đang cố gắng phải chứng tỏ một cái điều gì đó, hoặc là tôi phải nói lên một cái tuyên ngôn nào đó. Những cái gì mà nó khiên cưỡng nó sẽ cảm giác như nó out of place, nó mọi người sẽ bị dội liền, và cái đó là cái định nghĩa của cái không đẹp đó. Tôi không nói là cái xấu, mà tôi nghĩ là cái không đẹp, tại vì nó không nhìn vào, mọi người cứ gợn gợn, người ta gồng cứ lên đúng không? Ta cứ gồng rồi đó. Thì là khi mà bạn không thoải mái thì bạn sẽ không, bạn không đẹp, bạn sẽ không đẹp được khi mà bạn không thoải mái. Đây là mình nói về cái chuyện mà khuôn mẫu vẻ đẹp, tiêu chuẩn vẻ đẹp và cái sự đa dạng của vẻ đẹp, đi mình mở rộng hơn nữa, nó còn có những cái phong trào khác mà trong xã hội mình ngày hôm nay, trong cái thế giới ngày hôm nay mình vẫn thường thấy, như là nữ quyền hoặc là rất là nhiều thứ như vậy. Thì chị có cảm nhận rằng cũng có những cái trào lưu nó đang đi về một cái hướng khá là cực đoan không? Nếu nói kiểu Me Too, tức là như chị nói là ai cũng có thể làm người mẫu được, xong rồi họ đẩy tất cả mọi hình thể lên để thể hiện một bộ ảnh, hoặc là thậm chí đi trên sàn thời trang. Thì lúc đầu thì thấy nó cũng thú vị,
Nhưng mà cứ càng khi mà người ta đòi hỏi cái chuyện đó nhiều quá thì mình cảm thấy rằng đáng lẽ thì ngành nghề thì nó cũng nên có một cái tiêu chuẩn nhất định. Thì đó, tôi nghĩ là xã hội bây giờ với lại cái nguồn thông tin nó khổng lồ như vậy thì vô hình chung nó làm cho những cái người xem, người đọc lại rất là hoang mang, có quá nhiều lựa chọn, lại là một cái thử thách rất là lớn cho tất cả mọi người. Nhưng mà ngược lại thì khi mà bạn xem nhiều, bạn có nhiều lựa chọn như vậy thì bạn phải tự tự tạo cho mình cái màng lọc, bạn phải tự tạo cho mình những cái tiêu chuẩn riêng của mình. Bạn không phải chờ đến xã hội hoặc một ai đó hoặc là một cái tổ chức, một cái tạp chí nào nói bạn ở đây mới là tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn riêng của bạn nó phải đến từ cái nền tảng văn hóa, cái phong hóa văn hóa, học thức, rồi cái gu, người ta gọi là những cái trải nghiệm cá nhân chẳng hạn, thì bạn sẽ tự tạo cho mình cái định nghĩa thế nào là đẹp. Và một cái đẹp mà để đáp ứng được cái số đông á, thì tôi nghĩ là một cái đẹp nó cũng sẽ biến đổi theo thời gian, chứ nó không phải là một cái bất biến. Những cái gì mà chúng ta người Việt Nam nghĩ là đẹp những năm 80, bây giờ nó sẽ khác nhiều. Rồi những cái thế hệ sau sẽ xét lại những cái tiêu chuẩn đẹp của thế hệ trước. Hay là như bạn thấy những bộ phim cũ, những bộ phim như Cuốn Sao Chiều Gió năm 30, bây giờ cũng bị xét lại. Tại vì những cái vấn đề, khi mà bạn đặt những cái vấn đề thời cuộc vào cái hoàn cảnh của năm 1930, thì tự nhiên bạn thấy cái bộ phim này bây giờ mà bắt đầu làm lại năm nay là không làm được. Đó, thì nó cũng là một cái điều nó rất là đẹp của, tức là cho thấy là cái xã hội của mình nó luôn luôn phải biến chuyển, không có cái gì là cái bất biến. Thậm chí là những cái định luật khoa học, những cái định luật vật lý cùng với những cái khám phá mới của công nghệ đi, họ tự nhiên họ cũng phải xét lại nó còn không còn đúng nữa. Thì tức là sử sách cũng giống như là những cái tiêu chuẩn phải luôn luôn được update cùng với sự biến đổi của thời đại. Vậy nếu mà nói như thế thì trong cái lịch sử mà ra đời và phát triển của thời trang và tạp chí thời trang thì đó có phải là một cái sự khai phóng dành cho phụ nữ hay không? Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ là phụ nữ thời nay là dường như là được tự do để mà làm rất là nhiều nghề mà mình mong muốn. Tự do học, tự do tìm hiểu, tự do khám phá. Và thời trang cũng ở trong cái vòng xoay đó. Và tôi nghĩ là khi mà bạn có nhiều cái sự tự do, nhiều cái sự lựa chọn đó, thì ngược lại như tôi đã chia sẻ đó, là bạn sẽ có những cái khó khăn mới nó xảy ra. Đó, thì bạn lại phải luôn trau dồi để mà bạn tiếp nhận, bạn đón nhận những cái mới đó, và bạn luôn luôn phát triển cho cái thế hệ tiếp theo. Mình quay lại với câu nói của ông Roland Barthes, là ông nói rằng cái tạp chí thời trang đã định nghĩa và kiến tạo ra cái khái niệm về thời trang và những cái giá trị xoay quanh nó. Không biết chị nghĩ thế nào về chuyện này, tức là một cái giá trị kéo theo thời trang. Tại vì theo quan sát của mình, mặc dù mình cũng rất là thích thời trang, nhưng mà mình thấy thời trang nó vẫn là một cái gì đó, nó hơi đóng khuôn ở váy áo, trang sức, và nó là cái gì đó khá là phù phiếm. Có gì sai với phù phiếm vậy? Cuộc đời đâu phải chỉ có bánh mì, phải có hoa hồng chứ. Thì đúng là như vậy, thì mình chỉ muốn hỏi vậy thôi. Và tôi thấy ai cũng cần một cái sự phù phiếm nào đó trong cuộc đời. Tại cái phù phiếm đó nó làm cho người ta quên đi cái thực tại ở ngoài đó. Như tôi lại quay lại cái thời ngày xưa tôi nhà nghèo, ăn mắm muối trời, mở những cái tạp chí thời trang ở tuốt đâu, Âu Mỹ, New York, mà mình chỉ việc hít cái hơi cái tờ báo thôi, mà mình tự nhiên mình giống như mình được transport, mình được di chuyển đến một cái nơi nào đó nó rất là đẹp. Phù phiếm cũng được, nó rất là đẹp. Và tôi nghĩ đó là cái đẹp mà như bạn muốn nói, là cái thực sự là cái mà làm cho mình quên đi cái thực tại, và mình mơ đến một cái điều gì đó nó đẹp đẽ hơn cái cuộc sống xung quanh của mình. Và người ta nói một khi bạn mơ được, bạn sẽ làm được cái điều đó. Thì thực sự là tôi đang sống trong cái giấc mơ của đó của mình, nên là cứ phù phiếm đi mọi người ơi, không có gì sai cả.
À, vậy nếu mà nói là những cái tác phẩm điện ảnh mà chị từng tham gia mà có bàn tay của chị nhúng vô á, ở cái vai trò thiết kế sản xuất á, mà đã bị thời trang hóa lên á, thì chị nghĩ như thế nào? Tôi không hiểu bạn nói cái những cái phim tôi làm nó bị thời trang hóa là sao. Ừ, ví dụ như là phim gái già lắm chiêu nè, rồi phim Em và Trịnh. Không, tất nhiên là mình có trên thế giới mình có rất là nhiều tác phẩm điện ảnh mà về thời trang, và thậm chí người ta còn nói Vương Gia Vệ làm phim rất thời trang nữa. Nhưng mà mình chỉ muốn hỏi vậy thôi, mình chỉ muốn hỏi một người đang làm thời trang và quay sang làm thiết kế mỹ thuật cho tôi phim. Tôi nghĩ là đã được thời trang hóa. À, được thời trang đã hóa. Được thời trang hóa. Thực sự thì cái câu hỏi này tôi cũng bị một số người hỏi, những người làm phim trong nghề, những người mâm trên đã nói tôi, ủa chị làm thời trang chị biết gì về phim mà làm. Tôi bảo ủa bạn biết gì về phim mà hỏi tôi cái câu đó. Tôi chỉ thấy là đó là một cái câu hỏi nó rất là đóng khung, nó rất là phiến diện, nó rất là giới hạn cái sự sáng tạo. Tại đối với tôi cái câu chuyện nó là cái điều tiên quyết. Cái câu chuyện, cái nhân vật, tôi luôn luôn nghĩ trong đầu là khi mà làm cái công việc thiết kế sản xuất á, và đặc biệt là định hướng mỹ thuật cho từng cái nhân vật, thì ok ông đạo diễn muốn cái này, bà sản xuất muốn cái kia, thì cái hướng nào là cái hướng mình đi. Thì cái câu này anh đạo diễn Charlie Nguyễn trong một cái workshop đã trả lời cho tôi rất rất là hay, và tôi nhớ mãi là anh nói là ok ông nói A bà nói B, nhưng cái câu chuyện, cái script, cái kịch bản đó sẽ là cái điều mọi người luôn luôn phải bám theo. Mọi người quên đi cái tôi của mình, cái phong cách của mình. Ok, tôi có thể làm từ thời trang, tôi có thể làm từ rất là high fashion những cái thời trang, nhưng mà đặt trong cái câu chuyện này, cái nhân vật này, thì cái cách thức tôi làm, cái việc gia giảm của tôi nó sẽ là như thế nào. Thì quay lại cái bộ phim, hai bộ phim tôi đã làm là Cái Giảm Chiêu 3 và Trịnh, phim Em và Trịnh, thì Gái Giảm Chiêu 3 nhân vật rất là thời trang, làm cho tạp chí thời trang, và cái phong cách thượng lưu, cái phong cách cung đình Huế chẳng hạn, thì tôi không thể làm cho họ khác được ngoài việc làm cho họ thời trang. Chứ còn nếu như mà bạn nói là ừ đây là một nhân vật họ làm những cái ngành nghề không liên quan đến thời trang mà tôi lại cho họ ăn mặc vậy, đặt họ vào những cái bối cảnh thời trang như vậy, thì rõ ràng tôi sai rồi. Tại đó không phải là cái nhân vật của họ, không phải là cái tính cách của họ. Ngược lại như là phim Em và Trịnh chẳng hạn, thì ngay từ đầu cái bài toán của nhà sản xuất và đạo diễn để cho tôi là đây là những người nghệ sĩ, ok có thể là cái thời của họ thì thời trang Việt Nam chưa có phát triển, nhưng mà không có nghĩa là họ không quan tâm đến thời trang. Và cái việc tôi đặt họ vào cái bối cảnh cùng với lại những cái cách ăn mặc phản ánh được cái cá tính của họ, cái lối sống của họ và cái hoàn cảnh xung quanh của họ như này. Họ là nghệ sĩ mà, tôi đâu có thể làm cho họ không thể ăn mặc không thời trang được. Tại vì nhân chị Hà Đỗ làm về thời trang á, thành ra là mình hỏi cũng mang tính chất cho vui thôi, chứ mình cũng ở trong ngành, mình cũng biết là một cái bộ phim nó như thế nào, thì cái quyền quyết định và cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là đạo diễn các bạn ạ. Dù là đạo diễn nhưng mà họ, khi mà mình đã quyết định được cái nhân vật đó, cái tính cách của họ sao, cái khung cảnh, cái hoàn cảnh của họ trong cái bộ phim đó nó như thế nào, thì mình phải đi theo cái đó. Tại vì cái việc mà cái nghề thiết kế sản xuất nó là tạo nên những cái thứ background xung quanh, từ cái bối cảnh nhân vật ở trong đó, từ cái tóc tai trang phục, từ cái prop họ cầm, những cái đó tất cả phải toát lên được cái cá tính, cái tính cách của nhân vật, để khi mà nhân vật nói cái câu này, thoại câu này, đóng câu này, thì họ kêu ủa sao sao không có liên quan gì đến lại cái hình tượng của họ như vậy. Vậy Ngân Vy sẽ debate chị Hà một chút xíu. Tức là đúng rồi, thì đạo diễn họ sẽ chọn cho mình một cái người mà họ nghĩ rằng có đủ năng lực để làm nên cái nhân vật mà họ trong tưởng tượng của họ. Nhưng mà ví dụ như họ quay đi, có thể mình sẽ thấy Trương Mạn Ngọc trong cái phim In the Mood for Love mà cổ mặc sườn xám, của cả hơn 100 bộ sườn xám đó, có đi tới đi luôn mà mọi người vẫn thấy đẹp vì mọi người thấy được cái nhân vật. Còn nếu như mà cái người đạo diễn mà không phải là một người tài năng thì mình chỉ thấy váy áo thôi. Cái đó là cái vấn đề mà Ngân Vy muốn hỏi chị Hà đấy.
Không phải người tài năng là sao bạn nghĩ là một người đạo diễn không có cái style đó? Không phải, nó không nằm ở style mà nó nằm trong cái chuyện, ví dụ dàn cảnh hoặc là chuyện cái sự nhạy cảm. Ví dụ như là mình cũng cho nhân vật nào mà không phải mặc váy áo đẹp đúng không? Ví dụ như là, đấy thì mình lại vừa mới có một cái ví dụ trong phim của Vương Gia Vệ đấy. Thì nó sẽ rất là đẹp và mình thấy nhân vật nó có hồn đi qua đi lại. Nhưng nếu như mà mình nghĩ rằng đạo diễn mà không có xử lý được thì nó rất là dễ để sa đà vô chuyện là cái nhân vật đó chỉ phô bày ra cái chuyện váy áo và thì biết đâu nhân vật đó nó là như vậy, nhân vật đó nó cũng bạn nói cái từ gì ấy nhỉ, cũng phù phiếm vậy đó, họ chỉ phù phiếm vì họ phù phiếm thôi. Thì cái đó có khi mọi người xem phim mọi người ồ hay là cái ý ông đạo diễn nói như vậy, xong ông đạo diễn lên nói ở đó không phải là ý của tôi thì ông đạo diễn sai rồi. Cảm ơn chị Hà đã đến với một câu chuyện rất là thú vị và làm cho Ngân Vi mở mang hơn rất là nhiều về thời trang cũng như tạp chí thời trang. Cảm ơn Vi. Chị có muốn nói gì với lại khán thính giả Bắc Thanh Niên không? Nói gì vậy? Nếu mà chị Hà không có gì nói thì mình sẽ nói một câu là chị Hà ngoài làm rất là sành về thời trang thì chị Hà nấu ăn rất là ngon nha mọi người. Okay. Không dám. Xin cảm ơn quý độc giả Báo Thanh Niên đã theo dõi podcast này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast chuyện thứ 6 của Báo Thanh Niên. Hẹn gặp lại quý vị ở podcast tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào.